Ai lấy miếng format của tôi là quyển sách được Amazon tuyên bố là cuốn sách đầu tiên bán chạy nhất trong suốt 10 năm lịch sử. Hôm nay chúng tôi rất vui được gửi tặng bạn quyển ebook của quyển sách này. Vui lòng nghe hết video này nhé. Đây là một câu chuyện giản dị chứa đựng những triết lý sâu sắc về cách vượt qua những khó khăn và thay đổi trong cuộc sống. Câu chuyện kể về hai chú chuột và hai con người tí hon cùng chung sống trong một mê cung rộng lớn luôn tất bật đi tìm những miếng phó mát để nuôi sống mình và để cảm thấy hạnh phúc. Hai chú chuột đánh hơi và nhanh nhẹn chỉ có bộ não đơn giản của loài gặm nhấm, vốn không có óc phân tích và phán đoán, nhưng chúng lại có bản năng rất nhanh nhạy và sắc sảo. Như các con chuột khác, chúng đặc biệt rất thích format và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có format. Trong khi đó, chậm chạp và vợ và Uli là những con người tí ho một sinh vật cũng nhỏ như chuột nhưng có hình dạng và cách suy nghĩ giống như con người bây giờ. Họ dùng khả năng tư duy và trí thông minh vốn có của loài người để tìm ra những loại format đặc biệt, cho đến một ngày kia, cả bốn nhân vật phải đối mặt với sự thay đổi, một biến cố khủng khiếp, đó là toàn bộ số format trong kho của họ đã biến mất. Và mỗi nhân vật có những phản ứng khác nhau tùy theo tính cách riêng của mỗi người. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, tư thế sẵn sàng để ứng phó với những thay đổi và hãy tham gia cùng với sự thay đổi. Vứt bỏ cái cũ và mạnh dạn làm những gì mình có thể, nếu không tự mỗi người sẽ tự hủy hoại cơ hội cuốn sách Ai lấy miếng format của tôi đến nay đã được dịch ra hơn 37 thứ tiếng và bán được hàng chục triệu bản trên toàn thế giới. Và được nhận xét là cuốn sách hay nhất bán chạy nhất do New York Times, Wall Street Journal, Business Week và USA Today bình chọn. Ý tưởng độc đáo của Ai lấy miếng format của tôi đã đang được rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân, ứng dụng một cách hiệu quả. Các công ty đã chứng thực là ứng dụng thành công. Apple Computers, Citibank, Nestle, tập đoàn khách sạn Hilton, Pepsi, Pacific Century Financial, hãng hàng không Southwest. Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc từ cuốn sách này với bạn. Nếu bạn muốn nhận một bản ebook này, xin hãy gửi tin nhắn. Tôi muốn nhận ebook ai lấy miếng format của tôi vào phần bình luận của video đồng thời gửi địa chỉ email của bạn tới số điện thoại của chúng tôi 0901 382 839 chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản ebook đặc biệt để bạn có thể khám phá hành trình đầy ý nghĩa của ai lấy miếng format của tôi chúng tôi cũng sẽ rất cảm kích nếu bạn nhấn follow theo dõi kênh của chúng tôi để chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi những quyển sách hay khác đến cho bạn xin cảm ơn và chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống